đang xem video tại kênh YouTube nhà gió GBU, đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Cô bé này là nàng công chúa duy nhất của đế quốc, lại bị vú em ác độc đem đi mất. Sống cuộc sống thiếu thốn đủ điều trong cô nhi viện, sau cùng còn trở thành vật thí nghiệm của nhà khoa học lập dị rồi qua đời. Không ngờ tới sau khi sống lại, ông trời lại cho cô bé một sự lựa chọn mới. Công tước óp gia chủ của gia tộc có mái tóc màu xanh lá lại yêu cầu cô bé trở thành thế thân nhất định phải giả vờ là con gái thật của hắn khi ở nhà. Lana biết sau khi người vợ bị bệnh nặng của công tước qua đời, hắn ta cũng sẽ chết vì ma pháp bùng nổ trong đại hội săn bắn của giới quý tộc. Sau đó năng lượng của gia tộc xanh lá bị người đời cho là sự tồn tại của tà ác, gia tộc rơi vào diệt vong. Nhưng Lana của hiện tại không có sự lựa chọn nào khác. Cô bé chỉ có thể cứ vậy mà theo công tước trở về nhà. Công tước phu nhân cũng rất sốt ruột đợi trước cửa nhà, bởi vì không hề biết bản hợp đồng của chồng và Lana nên công tước phu nhân cho rằng cô bé chính là đứa con gái đã thất lạc của mình lana cũng dùng hết khả năng diễn xuất của bản thân ra để không để lộ chân tướng dựa theo diễn biến tâm lý thông thường khi con gái tìm được cha mẹ chắc chắn sẽ rất vui nhưng hoàn cảnh xa lạ sẽ đem tới cho một đứa trẻ sự bất an vậy nên trước hết phải tỏ ra sợ hãi sau đó mới nhào vào lòng mẹ ngay cả công tước cũng bị khả năng nhập vai xứng đáng đoạt giải oscar của lana làm cho kinh ngạc hắn còn tưởng cô bé thực sự xúc động tới khóc nhìn tòa dinh thự như trong chuyện cổ tích trước mặt, cùng với người làm xếp hàng dài chào đón. Lana không có chút mong chờ nào với cuộc sống mới, bởi vì cô bé biết những thứ kia chỉ có thời hạn 5 năm ngắn ngủi. Nào ngờ Lana vừa bước vào cửa đã bị hầu gái dẫn đi tắm rửa. Hơn nữa bọn họ còn định giúp cô bé tắm. Nếu để bọn họ làm vậy thì hình xăm trên tay chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu để công tước biết nói không chừng còn bị từ chối nhận nuôi. Vậy là Lana lại giả vờ ngượng ngùng bày tỏ bản thân muốn tự tắm. Trước đây, nhà khoa học lập dị từng phát minh ra loại bùn pha lê đổi màu. Có thể thay đổi màu da. Tiếc là thời gian ông ta tạo ra thứ kia là vài năm sau. Hiện giờ cô bé chỉ có thể âm tầm tìm được nhà khoa học lập dị. Để ông ta đẩy nhanh thời gian tạo ra bùn pha lê. Trong bữa ăn, công tước phu nhân vô cùng quan tâm đến khẩu vị của Lana. Giống như muốn đem tất cả những món ăn ngon trên đời dâng lên cho cô bé. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với cơm suất ở cô nhi viện. Đồ ăn nơi này ngon hơn gấp một vạn lần, không ngờ tới trong lúc hai người đang vui vẻ dùng bữa, thì một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Công tước phu nhân đột nhiên ho ra máu phá vỡ bầu không khí hòa thuận trong phòng ăn. Sợ dọa đến con gái, dù rất khó chịu nhưng công tước phu nhân vẫn nhẫn nhịn không gục xuống. Lúc này Lana nhận ra tình trạng của mẹ nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mình. Dựa theo những hiểu biết của kiếp trước, Lana dù không biết cách chữa tận gốc căn bệnh, nhưng biết cách giúp cho tình trạng bệnh thuyên giảm. Vậy là cô bé liền nhờ hầu gái đem hoa thả hoa huệ sấy khô, rồi xay nó ra thành bột. Một bên khác, sau khi đưa bà xã về phòng, Công Tước lo lắng hỏi thăm bệnh tình của cô. Phu nhân vẫn còn đang lo lắng biểu hiện vừa rồi của bản thân dọa con gái sợ. Đây không phải chuyện mà một người mẹ tốt nên làm. Lúc này, Lana đem theo thuốc đã chuẩn bị xong tiến vào. Công Tước muốn ngăn không cho con gái giả đưa thuốc cho vợ mình, nhưng phu nhân lại vui vẻ mà nhận lấy. Dù cho cốc thuốc này có vẻ ngoài hơi hắc ám, nhưng dù sao cũng là món quà đầu tiên mà con gái tặng cho cô. Lana dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn bị ánh mắt đáng sợ của công tước dọa cho run lên. Nghe hầu gái quan tâm đến mình, Lana gượng cười bày tỏ vì lần đầu bị người lớn mắng nên có hơi bất ngờ mà thôi. Điều thần kỳ là, sau khi uống xong thuốc mà Lana đưa cho, phu nhân thực sự ngừng ho, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều. Biểu hiện vừa rồi của Lana cũng làm công tước có ảo giác, như cô bé chính là con ruột của hắn vậy. Nhưng hắn đã tận mắt trông thấy thi thể của con gái bị thiêu rụi chỉ còn sót lại sợi dây truyền biểu trưng cho gia tộc. Vì lo lắng cho người vợ bị bệnh nên công tước mới dẫn đứa trẻ có mái tóc màu xanh lá và tuổi tác tương đồng với con gái của bọn họ là Lana trở về. Lana giống với con gái của công tước đến mức màu mắt của cô bé cũng là màu tím nhạt. Nếu như không phải tận mắt trông thấy khung cảnh đau lòng kia, nếu như không phải bị đụng tới thử nghiệm thì màu mắt là không thể thay đổi. Trong lòng công tước thực sự mong chờ, đứa bé này là con gái thật của hắn ta. Cô bé bị coi là công chúa giả này lại chính là con gái thật sự của gia tộc xanh lá. Bộ dạng thông minh nhanh nhẹn cũng khiến công tước rất hài lòng. Lana còn vận dụng tri thức của bản thân để chữa trị bệnh cho mẹ. Sau khi thấy phu nhân đã khỏe hơn, hầu gái còn không quên nhắc nhở chủ nhân nhà mình vừa rồi đã dọa Lana sợ. Công tước ngoài miệng thì nói con gái thật phiền phức, nhưng lại âm thầm thăm dò xem trẻ con sẽ thích những thứ gì. Một lát sau, trước mặt Lana liền xuất hiện một bàn toàn là đồ ngọt. Còn có công tước kiều ngạo nói, ta nhặt được những thứ này ở bên đường, lana biết rõ công tước làm vậy để xin lỗi vì vừa rồi đã nổi nóng với cô bé vậy là lana phối hợp bày ra bộ dạng đáng yêu cảm ơn công tước đã tặng đồ ngọt không ngờ tới công tước lại dễ thu phục như vậy chỉ khen vài câu mà đã vui tới muốn bay lên trời người này vẫn là vị gia chủ khi vừa mới gặp mặt dùng quyền thế để uy hiếp cô bé sao trong lúc ăn bánh lana liên tục suy nghĩ xem làm sao mới có thể liên hệ với nhà khoa học lập dị nếu trực tiếp đi tìm ông ta thì cô bé không có tiền trước hết chỉ có thể thương lượng với công tước thôi chính vào lúc lana còn đang cân nhắc xem phải làm thế nào mới có thể nhắc về chuyện liên quan tới tổ hợp ma thạch với công tước thì lana đã bị hai hầu gái đi phía sau xô ngã lana không ngờ tới ở phủ công tước cũng xuất hiện những kẻ bắt nạt như ở cô nhi viện nhưng lana của hiện giờ đã không phải đứa trẻ yếu đuối trước kia rồi đối mặt với bọn bắt nạt cô bé chỉ cảm thấy bọn chúng thật là ấu trĩ vừa rồi nghe nói có một vài gia tộc khác tới mời các ngươi hay là để ta báo cho cha những chuyện kia nếu như các ngươi không muốn chăm sóc một tiểu thư lớn lên ở cô nhi viện như ta vậy thì rời đi đi như vậy có phải các ngươi liền vui vẻ không đừng tưởng rằng ta dễ bắt nạt trong phủ ta đây không cần sự yêu thích của vài người hầu bé nhỏ người mà ta cần lấy lòng chỉ có công tước và công tước phu nhân mà thôi là cha đưa ta trở về các ngươi cho rằng ta là giả ư vậy tức là các ngươi đang nghi ngờ cha rồi trùng hợp là ta đã ghi nhớ lại toàn bộ những lời nói và hành động của các ngươi ta sẽ báo lại cho cha nghe vậy hầu gái lập tức quỳ xuống xin lỗi nhưng xin lỗi vào lúc này cũng vô ích ta sẽ đi báo lại toàn bộ cho cha nói thì nói vậy như lana không định làm thật cô bé tới phòng bếp muốn mượn dùng phòng bếp của phủ công tước để báo đáp cô bé sẽ dạy cho đầu bếp cách biến những nguyên liệu rẻ tiền thành đồ ăn ngon một lát sau lana đem theo đĩa đồ ăn đã làm xong tới phòng làm việc của công tước công tước trông thấy con gái tới liền chắc chắn rằng cô bé tới để mách lẻo vừa rồi hắn đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa lana và hầu gái ở hành lang rồi. Ban đầu thấy cô bé còn cáo mượn oai hùm, nhưng cuối cùng vẫn phải chạy đến để nhờ sự giúp đỡ từ hắn. Công tước cũng không ngờ tới đồ ăn mà con gái đem tới lại đặc biệt như vậy. Hương vị cũng khiến hắn như bước chân vào thiên đường. Công tước không ngờ tới thịt bò cũng có thể mềm tan như vậy. Công tước ban đầu còn tưởng là món mới mà bếp trưởng nghiên cứu ra, đặc biệt bên cạnh thịt bò còn có đồ ngọt mà công tước thích ăn nhất. Công tước vô cùng hài lòng với những món ngon này nhưng ngoài miệng công tước vẫn tỏ ra nghiêm khắc nói món ăn này không ngon chút nào. Nhưng mà ngươi tới tìm ta là có chuyện muốn nhờ và đi. Lana nghe vậy kinh ngạc. Lẽ nào cô bé thể hiện ra rõ như thế à? Vậy là cô bé định trực tiếp nói thẳng. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng đã nghe công tước nói. Được, ta sẽ đi giải quyết ngay đây. Thấy Lana ngơ ngác, công tước lúng túng nhận ra Lana không muốn nói chuyện này. Hắn vội vàng thay đổi chủ đề kêu Lana tiếp tục nói. Lana liền nói về khả năng để hai loại đá ma pháp có sức mạnh tương phản dung nạp. Nghe xong công tước cũng không phản đối. Nếu làm theo cách Lana nói thì thực sự có thể làm được. Nhưng lẽ nào ngươi đến đây chỉ để nói về chuyện này với ta thôi sao? Thấy Lana do dự, công tước càng chắc chắn rằng đứa nhỏ này dù sao vẫn chỉ là một đứa con nít. Mau nói ra để người cha này thay ngươi chủ trì công đạo đi. Kết quả lại nghe Lana tham tiền nói: "Nói chuyện kia thành công có thể chia một nửa lợi nhuận cho cô bé không?" công tước vừa rồi còn đang chờ mong được dạy dỗ kẻ xấu nghe xong lời này ngốc luôn. Sao vẫn không đúng nhỉ? Đến khi nào ngươi mới nhờ vả ta? Càng không ngờ tới chính là. Giây tiếp theo Lana liền lễ phép muốn rời đi. Người cha từ trên trời rơi xuống vừa gặp mặt đã buông lời cay độc, thật ra chính là một người kiêu ngạo chỉ cần vài lời khen đã bị khuất phục. Sau vài lời cung kính của Lana, công tước liền bị mua chuộc luôn. Một lòng chỉ muốn thể hiện cho con gái thấy uy phong của người cha này. Điều này khiến anh trai Aubrey ghen tị nhìn thiếu niên sắc mặt khó chịu bước tới, trước mặt mình Lana chỉ biết nở nụ cười lúng túng chào hỏi. Hello! Lần gặp mặt duy nhất của cô bé và thiếu niên chính là trong bữa ăn. Ngay cả ánh mắt của Aubrey kiêu ngạo, cũng thể hiện rõ ác ý của cậu ta dành cho người em gái đột nhiên xuất hiện này. Ban đầu Lana còn định trực tiếp lướt qua anh trai, kết quả lại nghe thấy đối phương trào phúng. Quả nhiên đồ giả mạo thì vô cùng tầm thường và quê mùa. Lana cũng chẳng xấu hổ hay nổi giận mà nở nụ cười khiêu khích hỏi, anh nói xong rồi vậy em được đi chưa thấy cô bé chẳng thèm quan tâm aubrey càng thêm giận dữ lana biết rõ ở trong phủ công tước cô bé chỉ cần được hai người yêu thích đó là công tước và phu nhân căn bản không cần phải chú ý đến sắc mặt của một thằng nhóc mặt búng ra sữa hơn nữa hành động của aubrey cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho lana thứ duy nhất cô bé muốn làm chính là báo thù mà thôi nhưng khi lana ngẩng đầu liền trông thấy biểu cảm vô cùng phẫn nộ của anh trai rồi chính vào lúc này giọng nói của công tước phu nhân vang lên hỏi hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn gì thiếu niên vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo lập tức biến thành một đứa trẻ ngoan lana thấy cứu tinh đến cũng vội vàng chạy tới ôm chặt lấy mẹ làm aubrey ở bên cạnh ngốc luôn lật mặt cũng quá nhanh rồi đi dưới sự yêu cầu của mẹ aubrey cũng chạy tới ôm lấy công tước phu nhân bộ dạng ngoan ngoãn này cũng làm lana kinh ngạc tới há hốc mồm không ngờ tới anh trai cũng là người thuộc phái diễn xuất nào ngờ lúc này, mẹ lại hỏi vừa rồi hai đứa trẻ làm gì vậy? Nhìn ánh mắt cầu xin và hành động điên cuồng lắc đầu của anh trai, Lana chỉ có thể tốt bụng giải vây. Vừa rồi anh đang chào hỏi con, còn giúp con phủi bụi trên tóc. Aubrey do dự một chút rồi cũng xấu hổ thừa nhận. Vậy là hai anh em bày ra bộ dạng thân thiết nói bái bai với mẹ. Công tước phu nhân vừa đi, cả hai nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Ngươi tưởng rằng làm vậy thì chúng ta sẽ thành người một nhà à? Mẹ coi ngươi là con gái ngươi liền tưởng mình là công chúa thật ư? lúc này lana mới nhận ra suy nghĩ của aubrey rất trẻ con cậu ta sợ lana tới đây rồi sẽ giành mất vị trí của bản thân trong lòng cha mẹ nghĩ kỹ thì cũng có chút đáng yêu từ khi đến đây lana chưa từng ôm theo hy vọng sẽ có người nhà từ sau ngày bị nhà khoa học lập dị phản bội của kiếp trước lana liền vứt bỏ mong muốn có người thân ra sau đầu cô bé kiêu ngạo bày tỏ dù anh có cầu xin thì tôi cũng không trở thành người nhà của anh đâu chuyện kia anh không cần phải lo điều tôi muốn làm chính là chuyện như vừa rồi đó diễn xong màn kịch này trước mặt mẹ là được aubrey nghe vậy thì sững sờ đứng tại chỗ nhìn lana rời đi sau khi rời đi lana buồn bã nghĩ nếu như cô bé thực sự để tâm đến gia đình người nhà thì sẽ không trơ mắt nhìn mọi người trong phủ công tước chết dần tất cả những thứ hiện tại đều là giả tưởng đi ngày hôm sau lana theo lẽ thường cùng mọi người dùng bữa trên bàn ăn vì không chú ý lễ nghi nên aubrey bị công tước nhắc nhở lana biết lý do anh trai không có tâm trạng như vậy dù sao công tước cũng chỉ một lòng chăm lo cho công tước phu nhân sinh bệnh aubrey thì phải lớn lên trong cô độc nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là công tước rất yêu thương con trai của mình dù có phát điên cũng không tấn công aubrey mà chấp nhận làm bản thân bị thương suy nghĩ này làm lana giật mình đây đâu phải là ký ức của cô đây rõ ràng là cuộc đời của nguyên chủ lana mà thấy con gái đang dùng bữa thì đột nhiên ngồi thẫn thờ Công tước nghi hoặc hỏi thăm, lúc này, Lana mới hồi thần đáp, "Không phải vậy đâu, con đã ăn no rồi." Cô bé vừa dứt lời cả công tước và Aubrey đều khựng lại. "Mới ăn có chút ít vậy mà đã no rồi sao?" Lana dùng một lý do vô cùng không đáng tin để giải thích, bởi vì một khi ăn no đầu óc sẽ không linh hoạt, sau đó khi đi học và làm việc sẽ không hiệu quả. Hai người không ngờ cuộc sống của Lana ở cô nhi viện lại thảm như thế, không chỉ không có đồ ăn mà ngay cả quyền nêu ý kiến cũng chẳng có lúc này lana đột nhiên bày tỏ muốn đi tham quan thủ đô đây là lần đầu tiên con đi xa như vậy thấy con gái đáng thương công tước lập tức đập bàn đồng ý nhưng hôm nay ta có việc bận ngày mai có lẽ có thời gian rảnh để đưa con đi nói xong thấy lana không đáp lại công tước còn cố tình cường điệu rằng ta có thể đưa con ra ngoài chơi nghe vậy lana cũng không rõ ý muốn của công tước là gì lẽ nào không muốn đi cùng sao để phối hợp với người cha kiêu ngạo này lana chỉ đành sử dụng khả năng diễn xuất tinh vi của mình con biết ngài rất bận nhưng ngài có thể bớt chút thời gian đi tham quan thủ đô cùng con không quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả ngoài mặt công tước nói thật phiền phức nhưng biểu cảm mong chờ trên gương mặt sớm đã bán đứng nội tâm của hắn ta biểu hiện khác thường của cha lập tức làm anh trai bất mãn vì sao một kẻ giả mạo lại nhận được sự quan tâm của cha cha chưa từng đưa aubrey đi tham quan thủ đô để những ngày tháng sau này của bản thân không gặp phiền phức lana chỉ đành hứa rằng hai ngày sau sẽ chứng minh cho Aubrey thấy công thức yêu thương cậu ta hơn. Lần chứng minh này để tránh cho sau này anh tiếp tục ghen ghét với tôi. Sau khi giải quyết chuyện của anh trai xong, Lana mới có thời gian suy nghĩ đến những ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô bé. Trước đây lý do Lana biết được quá khứ và tương lai của công thức đều nhờ đọc báo của nhà khoa học lập dị. Nhưng những chuyện xuất hiện trong ký ức lại là những tin tức dù có đọc báo, cũng không thể thu thập được. Lana ngồi bên giường suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra được đầu mối. Lúc này, lời nguyện trên tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Đến khi Lana lần nữa tỉnh lại thì bản thân đã ở trong một không gian đặc biệt. Bên cạnh còn xuất hiện một bóng đen. Bóng đen giải thích không gian này là nơi ghi chép lại ký ức thuộc về riêng Lana. Lúc này, trước mắt cô bé đột nhiên xuất hiện một cuốn sách kỳ quái. Lana run rẩy lật từng trang sách. Đây là phần sau của thế giới trong cuốn tiểu thuyết này. Khi Lana muốn xem thêm thì bị một luồng điện ngăn cản. Bóng đen giải thích hiện tại Lana chỉ có thể đọc bấy nhiêu nội dung thôi. Nội dung cuốn sách ghi chép lại những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của cô bé. Toàn bộ kiếp trước của Lana đều được ghi chép ở đó. Dù cô bé có không nhớ, nhưng linh hồn thì vẫn còn nhớ rõ. Lời nguyền trên tay của Lana chính là chìa khóa mở ra không gian này. Tiếp đó, tiếng động một thứ gì đó vỡ vụn vang lên. Lana liền bị đá ra khỏi không gian. Khi cô bé mở mắt ra thì trời đã tối. Buổi sáng hôm sau, hầu gái liền đem tới rất nhiều váy vóc muốn Lana chọn cuối cùng lana chọn bộ váy có màu xanh giống mái tóc của mình trên đường đi tâm trạng của lana vô cùng nặng nề cô bé còn chưa kịp tiếp thu chuyện đêm qua nhưng hiện giờ có một chi tiết quan trọng đã được làm rõ thế giới này thật ra chỉ là cuốn tiểu thuyết mà cô bé từng đọc lana vừa bước ra ngoài đã thấy công thức đợi sẵn thấy lana vừa tới hắn liền khen ngợi quả nhiên là người đẹp vì lụa hôm nay nhìn con rất đáng yêu nói xong hắn lại im lặng nhìn chằm chằm lana lana nhanh chóng hiểu ra Hôm nay cha cũng rất đẹp trai. Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, công tước còn không quên giả vờ khiêm tốn. Đâu có đâu, bình thường ta cũng như vậy mà. Có một người cha kiêu ngạo là loại trải nghiệm như thế nào? Bất kể thời gian hay địa điểm đều muốn được khen. Chỉ khổ cho Lana cả ngày phải đi theo để diễn cho công tước vui. Phần thưởng mà Lana nhận được sau khi làm công tước vui lòng chính là được cùng hắn đi tham quan thủ đô. Nhưng một đứa trẻ sống trong cô nhi viện, như cô bé chưa từng được hưởng đãi ngộ của người có tiền như vậy. Không ngờ tới chỉ vô tình nói thích màu hồng, công tước liền mua toàn bộ những món đồ có màu hồng trong tiệm. Con gái của ta thật là nhát gan, tiền phải tiêu như vậy mới vui vẻ. Dứt lời công tước còn hào hứng muốn đến tiệm đồ tiếp theo để mua sạch sẽ. Thấy vậy Lana vội vàng ngăn cản. Con chỉ muốn đi dạo cùng cha ở thủ đô thôi. Nói xong cô bé vội vàng bỏ chạy sợ rằng còn ở lại thì công tước sẽ mua hết mất. Sau khi lên xe, Lana liền hỏi công tước xem có thể trả lại những thứ vừa mua không không ngờ tới công tước lại cảm thấy mất mặt lẽ nào muốn một công tước như ta đây trả hàng sao lana chỉ đành giả vờ đáng thương nhưng mà năm năm sau con sẽ không còn ở đây nữa mua nhiều đồ như vậy cũng rất lãng phí công tước cho rằng lana có thể đem toàn bộ những thứ kia rời đi nếu như con không thích thì có thể vứt đi quả nhiên không thể có tiếng nói chung với người có tiền dựa theo thỉnh cầu của lana hai người bắt đầu đi dạo trên đường lớn tiếng ồn ào cách đó không ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ lana cũng trông thấy con thú nhỏ bị nhốt trong lồng đây chính là vật thí nghiệm có khả năng chiến đấu siêu mạnh của nhà khoa học lập dị sau này vì nó không có trí khôn nên đã làm hại rất nhiều người còn con thú trong lồng nhìn có vẻ là sản phẩm thất bại thấy lana nhìn chằm chằm con thú nhỏ kia công tước cho rằng cô bé thích nó vậy là hắn chủ động bày tỏ nếu thích thì ta có thể mua lana lúng túng đáp cha đã mua cho con nhiều rồi con chỉ muốn nắm tay cha cùng nhau trở về công tước giả vừa bất lực nắm tay lana trên đường về còn không quên cảm giảm con cũng nên học cách để trở nên sang trọng hơn dù sao cũng là con gái duy nhất của công tước một bên khác aubrey theo đúng lời hẹn tới bờ hồ sau khi về phủ công tước lana cũng đến theo lời hẹn cô hỏi aubrey có biết cách để biết được tình cảm thật sự của người khác không chỉ trong tình huống nguy cấp thì người ta mới không thể khống chế được tình cảm nói xong liền kéo aubrey nhảy xuống hồ nếu như em thắng thì anh đừng làm phiền em nữa quả nhiên công tước đi ngang qua lập tức nhảy xuống cứu aubrey công tước tức giận dạy dỗ con trai vì sao lại bất cẩn như thế rõ ràng biết bản thân không biết bơi vậy mà còn chơi bên bờ hồ lúc này aubrey mới hiểu cha biết rõ cậu bé không biết bơi bộ dạng căng thẳng kia cũng là lần đầu tiên aubrey được nhìn thấy aubrey biết bản thân thua trong tay lana rồi lúc này aubrey mới giật mình nhớ ra lana cũng rơi xuống nước công tước không nói lời nào trực tiếp nhảy xuống hồ cứu con gái khi Lana mở mắt ra liền trông thấy gương mặt như sắp khóc của công tước và con trai. Sau cùng công tước cũng không nhẫn tâm trách móc hai đứa trẻ. Hắn gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi cho bọn trẻ về tắm rửa. Lana vừa về phòng đã nghe tin phải ở trong phòng nghỉ ngơi 5 ngày. Điều đáng ngại nhất chính là phải ở chung phòng với Aubrey. Từ sau khi trở về, Aubrey luôn dùng ánh mắt như vậy để nhìn Lana. Không chỉ như vậy mỗi ngày công tước đều đến đây để giám sát. Mọi hoạt động hàng ngày ăn uống nghỉ ngơi đều làm ở đây. Như vậy thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là trong lúc ăn hai người kia còn nhìn cô bé chằm chằm. Anh trai cũng như biến thành người khác. Còn vì chuyện Lana ngã xuống nước mà khóc rất nhiều lần. Hiện giờ anh thừa nhận em chính là em gái của anh. Em nên cảm thấy vinh hạnh vì có một người anh trai lợi hại như anh. Lana nghe xong liền cạn lời. Bộ dạng kiêu ngạo này của Aubrey giống hệt với công tước vậy. Để bảo vệ sự an toàn của con gái, người cha kiêu ngạo quyết định sắp xếp cho đặc công trở thành hầu gái của cô bé không ngờ tới sau cùng vẫn làm tổn thương trái tim của con gái bé nhỏ. Sau lần trông thấy vật thí nghiệm của nhà khoa học lập dị trên đường, Lana liền muốn quay lại xem thử. Để tiện cho việc hành động, Lana còn cố ý né tránh hầu gái. Rất nhanh, cô bé đã tìm thấy vật thí nghiệm bên trong tiệm thú cưng. Thấy người tới là một đứa bé, ông chủ tiệm liền muốn hét giá cao. Vừa nhìn Lana đã nhận ra trạng thái của con vật kia không tốt lắm. Nhìn như sắc hẹo vậy. Cô bé còn uy hiếp chủ tiệm rằng sẽ đi báo công an vì nơi này không có giấy phép kinh doanh động vật quý hiếm. Vậy là Lana thành công mặc cả từ giá 50 triệu xuống 300 nghìn. Sau khi đàm phán xong xuôi, Lana hẹn ông chủ tiệm để tuần sau tới lấy. Nhưng mà nếu ông bán cho tôi một con thú bệnh, thì sợ rằng cha tôi sẽ tức giận phá hỏng tiệm của ông mất. Dù đe dọa như vậy nhưng Lana không thực sự nói cho công tước nghe. Cô bé chỉ ra oai chút chút vậy thôi. Nói về vật thí nghiệm, sau này chắc chắn nó sẽ trở thành một đồng minh đắc lực. Sau khi quay về, hầu gái đem toàn bộ mọi chuyện báo cho công tước công tước nghe xong liền dặn dò hầu gái chú ý sự an toàn của lana ban đầu hắn nhất thời kích động phái vệ sĩ tinh nhuệ nhất đi bảo vệ lana vậy mà sau cùng lana vẫn không dám nói ra thứ mà bản thân muốn cho hắn nghe lúc này một sức mạnh to lớn đá văng cánh cửa phòng người tới là bếp trưởng công tước thấy vậy thì khen ngợi đồ ăn ngươi làm càng ngày càng ngon có lẽ con gái của ta sẽ tìm ngươi giúp đỡ đến khi đó đừng để nó làm đồ ăn quá phức tạp nào ngờ sau khi trò chuyện công tước mới biết đồ ăn lần trước không phải do bếp trưởng làm mà do lana đích thân vào bếp nghe vậy công tước vô cùng hoang mang lần trước hắn còn nói đồ ăn khó ăn ngay trước mặt con gái hiện giờ còn kịp hối hận không một bên khác lana đang phiền não vì chuyện kiếm tiền mua vật thí nghiệm không ngờ công tước lại đúng lúc xuất hiện công tước đến để xin lỗi về chuyện lần trước nhưng lại không vứt bỏ mặt mũi được hắn ta chỉ đành thay đổi chủ đề ta đặc biệt tới để báo cho con biết hai ngày nữa chúng ta sẽ đi về phương bắc nơi đó có một cậu bé lớn hơn con 2 tuổi. Lana nghe vậy liền biết đó chính là nam chính trong cuốn sách này. Nam chính khi còn nhỏ bị bắt cóc sau đó được ma thú nuôi dưỡng trong rừng sâu. Sau này được một tổ chức ám sát tìm thấy. Từ nhỏ nam chính đã được nuôi dạy như sát thủ. Công tước dặn dò Lana giữ khoảng cách với cậu bé kia. Cậu ta không biết nói chuyện còn rất hung dữ. Lana nở nụ cười vô hại đảm bảo. Ngài không cần lo con sẽ chăm sóc tốt cho mình sau đó công tước liền lấy ra một sợi dây chuyền. Ta nhặt được thứ này ven đường. Quả nhiên công tước là người cha không biết nhận sai. Ngay cả chuyện nhặt được đá quý ven đường cũng dám nói ra. Nhưng dù có như vậy Lana vẫn phải cảm ơn công tước. Cô bé còn bày tỏ bản thân rất thích thứ này. Nhìn nụ cười của con gái gương mặt công tước cũng đỏ lên. Sau cùng hắn tỏ ra bình tĩnh bổ sung tri thức về sức mạnh xanh lá cho Lana. Đế quốc có bốn gia tộc khai quốc công thần. Gia tộc của chúng ta đại diện cho màu xanh lá, có thể nghe được âm thanh của thực vật. Gia tộc ở phương bắc là xanh lam, bọn họ có thể làm sạch tất cả những thứ liên quan đến nước. Gia tộc phía đông đại diện cho màu đỏ, có thể khống chế sức mạnh của lửa. Cuối cùng là gia tộc màu đen, không dễ nói chuyện và điều khiển sức mạnh bóng tối. Công tước còn cố ý cường điệu rằng, dù có gặp bọn họ thì cũng không nên qua lại. Khi con ngã xuống nước ta đã cho con một phần sức mạnh của ta. Nghe vậy Lana liền biết đến lượt bản thân phải biểu diễn rồi vậy là cô bé dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía công tước wow cha thật là ngầu đúng là thiên tài thấy công tước hài lòng lana biết bản thân khen vậy là đủ rồi mặc dù tính cách của công tước có hơi kỳ cục nhưng cô bé thực sự phải cảm ơn hắn nếu không nói không chừng kết cục của lana vẫn là bị bán cho nhà khoa học lập dị lúc này công tước mới nói ra mục đích chính khi bản thân tới tìm lana đồ ăn lần trước con đem tới cho ta Nghe đến đây Lana vội vàng hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Không ngờ công tức lại sốt ruột nói. Ai nói không cho phép con làm. Mấy ngày gần đây ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đồ ăn cũng không có tệ lắm. Nói xong hắn lại thấy không ổn. Vội vàng tìm lý do chuồn đi mất. Chỉ để lại Lana còn đang ngơ ngác trong phòng. Lana thực sự không ngờ tới, chỉ trong một giây ngắn ngủi mà cô bé đã từ phương Nam tới phương Bắc xa xôi. Lana không dám tin hỏi công tức nơi này thực sự là phương Bắc à. Công tước còn chưa kịp trả lời, thì một người đàn ông tóc trắng không biết từ đâu xông tới ôm chặt lấy công tước. Lana không ngờ mối quan hệ của hai gia tộc lại thân thiết như vậy. Thấy người đàn ông tóc trắng nhìn mình, Lana vội vàng hành lễ chào hỏi, sau đó nắm tay công tước đi tới nhà ăn. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé trông thấy nam chính trong tiểu thuyết. Trong nguyên tác, nữ chính vô cùng kiên trì dạy nam dỗ nam chính, lúc này, bóng đen cũng liên tục xuất hiện trong đầu kể cho Lana nghe về cốt truyện lana cảm thấy đầu như sắp nổ tung vậy bóng đen nói chuyện vô cùng ồn ào phía bên này azuze cũng đang cưỡng ép để con trai ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí cậu bé từ nhỏ được ma thú nuôi dưỡng đương nhiên không hiểu quy tắc azuze thấy con trai không nghe liền lớn tiếng trách móc như vậy mới khiến nam chính chịu yên lặng ngồi ngoan nhìn cậu bé dù ngồi yên nhưng thần sắc lại bất an lana biết nam chính bị dọa sợ rồi cách dạy của azuze hiển nhiên là sai rồi Lana quyết đoán nhảy xuống khỏi ghế của bản thân chạy tới kéo tay nam chính. Chúng ta sang bên kia ăn đi. Công tước sợ con gái bị cậu bé làm bị thương, vừa muốn ngăn cản thì đã thấy Lana ngồi xuống sàn ăn bánh mì. Thấy vậy cậu bé cũng nổi lên hứng thú tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên Azuze thấy con trai cười vui như vậy. Hắn vô cùng mừng rỡ muốn mỗi ngày Lana đều đến nhà bọn họ chơi. Không ngờ tới sau khi cùng nhau dùng bữa, nam chính liền triệt dính lấy Lana. Hiện giờ ngay cả thời gian ở một mình Lana cũng chẳng có, Hết cách, Lana chỉ đành kéo Nam Chính tới thư viện. Cô bé muốn tìm cách xóa bỏ lời nguyền. Nhưng trong lúc Lana đọc sách thì bóng đen trong đầu liên tục bla bla bla. Gia tộc xanh lá sắp diệt vong, công tước phu nhân sắp qua đời rồi, sau đó công tước sẽ phát điên, anh trai cũng bị đuổi ra đường. Lana một bên nhắc nhở bản thân những người đó không phải gia đình của cô bé, nhưng trong lòng lại thấy buồn bã. Chính vào lúc này, Nam Chính không cẩn thận làm đổ giá sách. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lana kịp thời kéo được cậu bé ra ngoài. Kết quả vì gấp gáp mà làm cổ chân của bản thân bị thương. Nghe tiếng động hai người cha cũng vội vàng chạy tới. Thấy bọn họ tới, Lana nở nụ cười bày tỏ kép không bị thương. Nhưng công tước đau lòng chỉ chú ý tới cổ chân bị thương của con gái. Con đã bị thương thành như vậy rồi còn quản người khác làm gì? Sau cùng công tước ôm lấy Lana trở về phòng. Trên đường đi còn liên tục nhắc nhở Lana, có đau thì phải nói ra. Hắn hy vọng con gái sau này đừng quá hiểu chuyện trở thành một cô bé thích làm nũng tùy ý là được. Lana nghe vậy nghi hoặc. Chẳng phải trước đây công tước thích kiểu thiên tài thông minh nhanh nhẹn à? Công tước phản bác, tính cách con người đều thay đổi. Hắn chỉ hy vọng sau này Lana đừng để bản thân bị thương nữa. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.